Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là khoảng 2 giờ chiều của ngày 30 tháng 4 năm 2022. Ngày mà đoàn kết độc lập, non sông thu về một mối. Tôi cập nhật cho các bác một số cái tin như thế này. Hôm nay thì tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, rất nhiều cuộc gọi. Trong đó cái tin tôi vui nhất ấy, thì đó chính là một người em có gửi tôi một cái link bài của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Một lần nữa Thượng tướng đã nói rằng là chúng ta không chọn phe bởi vì chúng ta độc lập đó. Bởi vì rằng là các bác có thể thấy rằng là nhiều người cứ bắt chúng ta phải chọn phe kiểu kiểu đấy. Cái này thì bác nào quan tâm thì cứ đặt câu hỏi. Còn tôi đã giải thích cái việc này từ rất là lâu rồi. Đấy là cái thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bác. Đó là quan điểm của kênh Trang Trang TV. Không phải đất nước nào được như Việt Nam đâu. Không phải đất nước nào cũng chọn được cái sự độc lập. Nhiều nước thậm chí là giàu gấp 100 lần Việt Nam. Nhưng mà xin thưa với các bác rằng họ không có sự độc lập bởi vì họ phụ thuộc vào một nơi khác. Tôi đang ở một cái nơi gọi rằng là Việt Nam thu nhỏ. Đó. Cho nên là tôi rất là thích để mà nói chuyện với các bác việc này. Nhiều cuộc gọi thứ hai á, là liên quan tới chị Nhàn AIC. Có thể nói rằng là doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một doanh nhân có thể nói rằng là vô cùng kỳ lạ. Các công ty của bà thì không lên trên sàn chứng khoán. Nhưng nếu các bác để ý thì từ rất là lâu rồi, tập đoàn AIC của doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một tập đoàn đa ngành nghề ở trong tất cả những cái lĩnh vực, nhưng mà doanh số thì chủ yếu ở trong những đấu thầu, hay chúng ta gọi rằng là trúng thầu ở những cái dự án của nhà nước. Có những thời điểm cách đây rất lâu thì doanh số của tập đoàn AIC đã lên tới 10.000 tỷ đó. Bảo là công an nó đỗ ở chỗ bè Phương Đại ở cặp hẹp này nó quay đấy. 10.000 tỷ nhé các bác. Đó. Thì các bác có thể tưởng tượng thế. 10.000 tỷ. Một con số vô cùng khủng khiếp. Đó. Thì ở đây ấy, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tập đoàn AIC là một tập đoàn kỳ lạ. Và hơi ồn một tí các bác thông cảm giúp tôi nhé. Đó. Thì ở đây ấy, một tập đoàn có thể nói rằng là một doanh nhân. Tôi có thể kể cả ngày trời về bà nhà này. Nhưng mà có lẽ để một cái dịp khác. Nhưng bây giờ thì rất nhiều những cái dự án của bà, khi mà người ta khai thác cái dữ liệu thầu thì đã bị phát hiện rồi. Còn trong chủ đề chủ yếu ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bác đôi điều thế này. Đó chính là về cái câu chuyện mà tôi comment ở trên cái Facebook của anh Thái Văn Đường. Hôm nay tôi rảnh mà, thế cho nên là trong lúc trên xe ô tô ấy, thì tôi ngồi, tôi comment, tôi phản biện lại. Thì sau một vài comment thì xin thưa với các bác rằng là cả một cái ổ đấy rất ít người, tôi nói rằng là hầu như không có ai có thể phản biện lại những cái lý lẽ mà mình đưa ra. Bởi vì đơn giản thôi, họ không có chính nghĩa, họ không có lý tưởng và họ chỉ có cái sự sân hận, hận thù, và họ muốn phá vỡ cái khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì thế mà họ không có được cái mà mong muốn, đó là sự thật. Còn chân lý, lẽ phải thì luôn luôn thuộc về chúng ta. Cho nên chúng ta không có gì mà phải ngại gần cả. Mặc dù anh Thái Văn Đường, anh ấy đã nói rằng là khả năng Hoàng Dôn TV, Hoàng Dôn Trang Trang TV sẽ bị bắt. Cái chuyện đó là rất bình thường. Bởi vì khi đấu tranh với giặc nội xâm thì chúng nó đâu có ngồi yên để mà ta muốn làm gì thì làm đâu. Trong cuộc đời này, trong xã hội này không bao giờ có chuyện như thế. Không có ai ngồi yên, không có ai ngồi yên để mà chịu đựng tấn công cả. Thì giặc nội xâm nó cũng phải biết phản kháng. Và như vậy thôi. Những người đó làm cho cái khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta, xin thưa với các bác rằng là hỏng bét. Và một cuộc gọi mà tôi muốn, chính vì lý do đó, có một cuộc gọi nhìn từ cái câu chuyện mà tôi với cả anh Thái Văn Đường ấy, thì một người có gọi tôi, điện cho tôi để nói rằng là giúp tôi phân biệt được không? Giúp tôi phân biệt được không? Có nghĩa rằng là cậu này là cũng làm ở trong một cái lĩnh vực đặc biệt. Tôi sẽ giải thích cho các bác sau. Nhưng cậu nói rằng là phân biệt bởi vì là cùng là đấu tranh chống tham nhũng, cùng là phanh phui những cái quan tham. Nhưng tại sao lại có sự khác nhau giữa tôi, anh Thái Văn Đường và những người khác?
Thì tôi xin chia sẻ các bác thế này. Để phân biệt nha các bác, để phân biệt giặc nội xâm, để phân biệt giặc nội xâm với cả phản động và với cả những người mà chính nghĩa thì nó rất là khác nhau. Trên cái Facebook đó tôi cũng đã giải thích rất rõ, cùng là một cái câu chuyện về đấu tranh phòng chống tham nhũng, cùng là một câu chuyện phanh phui một nhân vật nào đó ra sự thật, nhưng có một sự khác nhau rất lớn đó, nha các bác. Chúng ta gọi rằng là giống về hình thức nhưng khác về bản chất. Cái này rất thú vị. Giống về hình thức là các bác có thể nhìn thấy rằng là cùng có thể nói về một nhân vật nào đó dính chàm hoặc là như thế nào đó, chúng ta gọi là phanh phui giặc nội xâm đi, đúng không ạ? Nhưng khác nhau về bản chất. Bản chất của những người phản động, ví dụ như là ông Thái Văn Đường hay là một số người khác ấy, là họ sẽ lấy cái đó và họ quy kết rằng, có một cái rất giống nhau, các bác sẽ để ý kỹ các bác sẽ thấy. Họ lấy cái đó và họ quy kết rằng cái lỗi này thuộc về chế độ, cái lỗi này thuộc về cái nọ thế kia, và họ giải thích, họ quy kết, quy chụp như thế. Còn những người mà tham gia đấu tranh phòng chống giặc nội xâm thì họ lại thấy rằng là phải giữ vững cái chế độ này bằng cách rằng là phanh phui những cái người đó để mà chặt, giống như chúng ta nói ấy, là loại những con sâu ra khỏi cái nồi canh, chặt một cái cành cây sâu mục để cứu cả một cái cây. Thì đó là khác nhau về động cơ mục đích. Và rất rõ ràng, người ta, ví dụ như bọn tôi, phanh phui là cá nhân, còn bọn kia thì nó phanh phui nhưng mà nó lại quy cho thể chế, quy cho chế độ. Thế cho nên ý, khi tôi hỏi bọn họ rằng là liệu rằng cái chế độ mà các anh mong muốn là cái chế độ đa nguyên đa đảng vân vân gì đấy, thì các anh có giải thích được rằng là hàng trăm nước cũng theo cái chế độ đó mà tại sao họ vẫn tham nhũng, họ vẫn tiêu cực, và thậm chí họ còn nội chiến còn nhiều hơn Việt Nam, và thậm chí cái chế độ mà họ mong muốn và thực tế nó đã có ở Việt Nam, đó là thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng đa nguyên đa đảng, cũng nghị viện Cộng Hòa, vậy mà tại sao vẫn tràn ngập tham nhũng, tràn ngập tham nhũng, đúng không? Đến mức độ rằng là một người mà trước đó là thủ tướng và sau này là phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, chính ông đó nói một cái câu, chính ông đó mới nói cái câu rằng là nếu mà bắt hết thì lấy ai mà làm. Câu đấy là của bên Việt Nam Cộng Hòa nhá. Các bác nào comment giúp tôi xem rằng là cái câu nói đó chính xác là của ai, chứ không phải là bên này đâu. Sau này thì một số người mới nói lại, nhưng cái câu đó chính thức là cái thời đó, để thấy rằng là vấn đề nó không phải là chế độ. Chế độ nào hợp với lòng dân là chế độ đó sẽ bền vững, còn chế độ nào mà không hợp với lòng dân thì là hỏng bét. Thế cho nên ấy, có nhiều cái mà nguy hiểm tôi cũng đã giải thích rất nhiều trên kênh, nhưng mà thông qua đó ấy, thì chúng ta có thể thấy thế này. Tôi có giải thích cho người bạn, người em của tôi ấy, khi hỏi ấy, để các em phân biệt được rằng cùng là bêu xấu những quan tham, và đặc biệt là những mà thậm chí có những nhân vật lãnh đạo cao cấp, khi họ bị phát hiện nhúng chàm, nhưng bọn phản động sẽ luôn luôn cài những cái câu và động cơ, tất cả mục đích của bọn nó là sẽ nói về chế độ, mong muốn lật đổ chế độ và đổ lỗi cho chế độ. Còn những người mà chân chính theo lẽ phải thì họ sẽ bảo vệ chế độ và họ muốn loại những cái con sâu ra khỏi nồi canh, chặt cái cành cây đó đi, mục ruộng đó đi. Đấy là sự khác nhau về một động cơ, có thể giống nhau về hình thức nhưng khác nhau về bản chất. Còn đội quan tham nội xâm thì họ sẽ cố gắng để bảo vệ cái vị thế của họ và bảo vệ cái chỗ đứng của họ và bảo vệ những cái xấu xa của họ, thì họ sẽ quy kết những người chân chính là những kẻ phản động và những kẻ xuyên tạc. Họ quy kết như vậy thì họ mới được an toàn, và họ quy kết như vậy thì mới họ mới không bị phanh phui. Thế cho nên ấy, tựu chung lại, các bác có thể thấy rằng là nếu như chúng ta làm việc gì cũng minh bạch, làm việc gì cũng không phải gì phải giấu, nâng cao cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, khuyến khích người dân tham gia tố giác cán bộ đảng viên tham nhũng tiêu cực và có cơ chế bảo vệ như là trong kết luận 12 của Bộ Chính trị vào ngày 6 tháng 4 vừa rồi. Chúng ta chạy những chiến dịch truyền thông để mà có thể nói rằng là phát động cái phong trào liêm chính trong cán bộ đảng viên và nhân dân, phải coi rằng những cán bộ đảng viên và ngay cả một số người nhân dân hay doanh nhân nữa mà không có liêm chính, tham mô tham nhũng,
đục khoét, cấu kết lợi ích nhóm, là những kẻ xấu xa, bỉ ổi, thì chúng ta mới tạo vững được cái nền tảng. Và với mỗi cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo, ngoài trách nhiệm nêu gương thì phải có trách nhiệm giải trình để minh bạch hóa, thì lúc này họ mới có thể thành công được, nghĩa là họ mới có bị phanh phui được. Và như thế chúng ta có thể là phòng chống được tham nhũng. Còn mỗi thế lực thì nó muôn có muôn hình muôn vẻ. Bọn phản động thì nó luôn lấy cái này để mượn cớ để làm điều kia. Bọn nội xâm thì nó luôn luôn nó muốn trấn áp và nó bảo vệ để mà cái lợi ích của bọn nó, bởi vì nó rất sợ rằng sẽ có một ngày chúng nó sẽ vào lò. Và đặc biệt tất cả cái tội này thì nó đều sợ một cái sự, nó gọi rằng là sự minh bạch. Cho nên sự minh bạch là chìa khóa. Xin thưa với các bác là như vậy. Giống như bác Tổng đã nói một cái câu rất hay: càng giấu giếm thì dân càng mất niềm tin. Thế cho nên càng cán bộ lãnh đạo càng phải minh bạch công khai, bởi vì anh càng giấu giếm thì chứng tỏ anh càng có nhiều vấn đề, đúng không ạ? Đôi điều tâm sự với các bác ở đây, các bác thấy không? Biển đấy, biển đấy. 2 tiếng nữa bọn tôi mới đến địa điểm, điểm đến. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.